Các bạn thân mến, đây là cái lúc mà các bạn nên lợi dụng cái rau để cho đà điểu nó sẽ ăn được nhiều cám. Bởi vì bản năng tự nhiên là đà điểu nó vẫn thích ăn rau hơn. Và đây các bạn thấy là mình đã thái rất là nhỏ rau muống và mình lăn với cái cám như thế này. Thì các bạn thấy là các bạn nên làm cái việc này là theo bữa. Đấy. Và nên để nhiều vào cái bề mặt rộng để cho con đà điểu nó ăn. Đấy, nó ăn. Các bạn thân mến, tôi rất thích chăn nuôi. Chính vì vậy là tôi nuôi con gì là đều được con đấy. Đó. Tôi các bạn thấy trên kênh của tôi nuôi con cuốc từ lúc còn bóc trứng. Đến bây giờ là nó đã chạy quanh nhà rồi. Biết bắt ruồi, bắt côn trùng ở quanh nhà rồi. Thì các bạn thân mến, đây là cái nứa đà điểu mình thấy là khá là đẹp. Mình cũng chia sẻ từng hàng ngày thì cho các bạn biết là chăn nuôi thì đó là một sự đam mê, cũng là một cái năng khiếu. Đấy, các bạn thấy là nó đã bắt đầu ăn mạnh. Đấy, bắt đầu ăn mạnh rồi. Mình sẽ cho ra ba cái mẹt và sau khi khoảng 2 tiếng thì mình sẽ phải dọn sạch cái phần rau này. Đó, các bạn thân mến, đây là phần máng uống và đây là phần chúng đang tụm vào nhau chúng ngủ. Đó. Mình phải mất công mình thái rất là nhỏ. Các bạn thân mến, mình sẽ thì các bạn thí điểm như thế này sau. Các bạn để một ít rau ở bên này và các bạn thấy là nó không hề ăn cám mấy ngoài việc ăn rau. Đây là cái rau mà mình thái rất là nhỏ, tấm muống nhé. Các bạn để khô, cố gắng là các bạn có thể lấy cái rau không có thuốc. Đấy, con đà điểu này thì nó ngủ như là nó bị chết rồi, nhưng thực tế không phải đâu. Nó ngủ đây này, các bạn nhìn như là chết rồi nhưng mà không phải. Đấy, ngủ say đến mức độ nó ngủ như thế. Nên các bạn biết là ra đây nó ăn luôn. Đấy, ăn luôn. Đấy, bắt đầu ăn luôn. Ăn luôn. Đấy. Đấy. Nó vẫn đang ngoái ngủ. Đấy. Và bắt đầu ăn, thấy không? Như vậy là con này nó vừa ngủ xong, mình mắt ra đây là nó ăn luôn. Đấy. Hiện bây giờ mình đang ngồi đây và mình quay những cái khoảnh khắc này để chia sẻ cho bà con trên mọi miền Tổ quốc là nuôi con đà điểu thực ra là rất là dễ. Chẳng qua là các bạn cũng chưa có một cái niềm tin và chưa xem được những cái kênh, xem những cái video cụ thể. Thế thực tế là mình thấy là cái sự đề kháng của con đà điểu nó thật là tuyệt vời. Nếu như các bạn làm đúng quy trình theo cái kênh mà mình hướng dẫn thì mình nghĩ là cái rủi ro so với con gà, con lợn, con trâu, con bò là quá thấp. Đấy. Đấy. Nó phải có giờ ngủ của nó các bạn ạ. Và trong chuồng các bạn nên thắp những cái bóng với khoảng cách như thế này, từ bóng nọ đến bóng kia khoảng tầm 7-80. Đấy. Và phải có một cái bóng sáng cộng với cái lưới B40 kia. Thì ví dụ như là những hôm nào gió mưa lạnh buốt thì mình buông bạt xuống. Bạt thì các bạn có thể dùng 1 hoặc 2 lớp. Đấy. Ngoài ra thì những cái hôm nào mà nóng quá thì các bạn có thể kéo bạt lên để cho nó thoáng không khí. Và hôm nay thì là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2019. Thì những cái nứa đà điểu này thì cũng được bán cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Đấy. Các bạn thấy là cái việc nó ăn rau thì nó rất là mát. Đấy, nó sẽ cái thành phần rau và thành phần cám nó sẽ bổ trợ lẫn nhau. Đấy. Trong quá trình nuôi thì mình thấy là rau thì khi các bạn giai đoạn còn nhỏ thì các bạn nên cho nó ăn rau muống trước, và lớn dần thì các bạn cho ăn rau hoa trắng, rau cỏ dại ở ven đường, rồi đấy rau chuối, rau bèo tây và cuối cùng là cỏ voi. Các bạn dùng máy phay, các bạn phay ra khi nó đạt đến 30-40 cân, thì kể cả những cái cọng cỏ voi rất cứng nó cũng ăn.
cái dạ dày của con đà điểu thì, tôi nghĩ là không có con nào có thể hơn được. Bởi vì tôi đã chứng kiến là một con đà điểu nó nuốt trọn một cái đinh 10, nuốt một cái đinh 10 vào dạ dày và nó vẫn sống. Đến lúc mà chúng tôi mổ ra chúng tôi mới biết là nó nuốt một cái đinh 10 vào mà nó tự nó cái đinh 10 nó nằm đó và nó sẽ bào mòn dần. Cuối cùng là con đà điểu không bị nguy hiểm mà cái đinh 10 mòn dần đến nỗi mà chúng tôi mổ ra chúng tôi không thể tin nổi. Đấy là một câu chuyện có thật. Và những cái thứ như khi mà nó đã to mấy chục cân rồi, các bạn nghĩ là cái dạ dày của nó thì tuyệt vời, các bạn đứng gần nó là cái dạ dày của nó nghiền tiêu hóa, nghe tiếng kêu luôn. Đấy, các bạn nuôi uống như này, các bạn sờ vào người nó, các bạn lúc nào cũng thấy nó ấm và nó nhanh. Đấy, trong quá trình các bạn nuôi mà thấy con nào nó không dậy ăn hoặc là nó ngủ nhiều quá thì các bạn có thể hỗ trợ nó bằng cách dùng xi lanh và hỗ trợ nó bón cho nó. Nhưng mà đấy là trường hợp bị ốm yếu và trường hợp nó như thế nào đó. Nếu còn nếu như mà nó khỏe mạnh bình thường thì các bạn để nó tự nhiên và lên tạo cái độ thoáng, độ ấm nhất định cho con đà điểu. Đấy. Và đặc biệt là cái giấc ngủ của nó rất là quan trọng. Muốn có một giấc ngủ tốt thì có lẽ là phải nhờ đến cái sự yên tĩnh, ấm cúng, đúng không ạ? Rồi ăn nó phải đủ chất, ăn no. Và đặc biệt là các bạn nên dùng những cái viên B1 để cho nó kích thích cái sự thèm ăn và kích thích tiêu hóa. Đấy. Những chú đà điểu này trông nó ngủ như chết rồi nhưng chúng ta là nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Vẫn khỏe mạnh bình thường các bạn nhé. Mình bắt nó ra đây thì cho nó ăn. Đấy. Bắt đầu nó dậy. Nó dậy và nó ăn luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, ăn luôn. Con này nó vừa ngủ xong mình bắt nó dậy là nó phải dậy. Đấy. 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 Và trên cái nền chuồng thì các bạn lên để những cái mẹt như thế này. Đấy. Cái mẹt như này, thức ăn như này. Và hết ngày thì các bạn phải thay đi, đổ cho gà ăn cho nó không bị chua. Đấy, cái số điện thoại của bên mình là 033 530 5982 và 0989 177 982. Các bạn biết ở đây là con đà điểu ăn rau. Ăn rau rất là ok luôn. Với cái thương hiệu về kênh Chim Cu Gáy Hay thì mình đã có cái sự những cái fan nhất định. Đấy, trên hai gần 30.000 lượt đăng ký để mua Chim Cu Gáy và mua con giống đà điểu trên kênh và xem cũng như là khách hàng. Các bạn thấy ở đây là quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Các bạn đứng ở trong chuồng các bạn phải có một cái nhiệt kế, các bạn biết cái nhiệt độ của nó là bao nhiêu. Đấy, các bạn nên nhớ là uống đà điểu nó rất là quan trọng về nhiệt, bởi vì khi ra khỏi quả trứng thì nó cần một cái nhiệt độ phù hợp để nó trưởng thành dần cái hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, đúng không? Đấy. Cái này chỉ tầm 10 phút nữa là nó sẽ ăn hết đống rau này. Và càng đông thì chúng lại càng ăn mạnh và càng bầy đàn chúng lại càng kích thích ăn uống rất tốt.
Và đây thì các bạn thấy là mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết là trong quá trình úm thì dùng thứ nhất là thuốc để nó cho nó tiêu lòng đỏ, thứ hai là nó là thuốc kháng sinh, và thứ ba là thuốc bổ. Thuốc bổ thì các bạn thấy là bản thân mình thì mình đang dùng cái ADE Becomdex C. Đây là cái và các bạn biết là cái nọ B1 này mình mua là 22.000, rất là nhiều. Và các bạn nên mỗi một ngày mỗi con có thể một các bạn nên rắc đều trên mặt chuồng. Mình thí điểm cho các bạn biết nó ăn rất tốt. Đấy, nó ăn rất tốt luôn. Nhưng mà các bạn không nên lạm dụng quá. Một ngày một mụ con như thế này có thể giới hạn từ 2 đến 4 hạt Becomdex. Đấy. Có thể hơn thì không sao, nhưng mình nên tính cái trường hợp là an toàn các bạn. Đấy. Tôi đã thử hết rồi. Những đàn nào mà tôi dùng B1 là nó lớn ăn rất khỏe, đề kháng rất tốt, lớn rất nhanh. Mà các bạn nên vứt thẳng viên này, không phải trộn vào nước, nước nó chua. Đó là một cái điều thực tế nhất tôi chia sẻ cho các bạn. Tôi mong là các bạn mua con giống của bên chúng tôi và sẽ có thu nhập trong chăn nuôi. Đấy, vứt ra rất xa các bạn nhé. Một lần nữa tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thao Chim Cú Gáy. Địa chỉ là thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hiện nay thì tôi đã phát triển 4 trang trại chim cú gáy để cùng có cái kênh Chim Cú Gáy Hay, cũng như website, Facebook, YouTube để cung cấp chim cú gáy trên toàn quốc. Cái mảng thứ hai là cái mảng con giống đà điểu. Thì hiện nay thì mình cũng đã có những cái văn phòng đại diện và có những cái trạm chốt và đã chuyển sang Lào, sang miền Tây, miền Nam và miền Trung, miền Bắc. Có nghĩa là trên toàn quốc chúng tôi đã có cái hệ thống để mang con giống đến cho bà con nông dân trên mọi miền Tổ quốc. Trà Vinh, Cà Mau, Đồng Tháp có hết. Đây là cái máng uống nước. Trở lại vấn đề cái máng uống nước thì tôi cũng chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm nho nhỏ. Các bạn nên tìm một cái vật gì đấy. Cái đây là cái xi lanh này các bạn dùng trong những trường hợp con nào nó ốm yếu, nó không ăn được, thì các bạn gắn cái dây này, nó là cái ống truyền của bên thú y và mua của nó là có 3.000 thôi. Các bạn gắn vào cái xi lanh 10 và các bạn ngâm cám loãng thành cháo ra mà các bạn kéo cái cổ họng con đà điểu ra. Và các bạn, tôi có thể minh họa một chút được cũng không sao cả. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Con đà điểu này nó rất là, đây, cái mồm nó rất là to. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó có một cái đường thở. Các bạn nên đưa cái dâu này xuống dưới sâu ngang chừng cổ và qua cái đường thở của nó thì nó sẽ không bị vào phổi. Đấy là trường hợp rất là kinh nghiệm. Còn trong quá trình nuôi thì các bạn nó chưa biết ăn uống thì các bạn thả bất kỳ cái gì xanh xanh đỏ đỏ đen đen. Con đà điểu nó đang khám phá tự nhiên thì nó thấy lạ thì nó rỉa. Đấy, nó rỉa các bạn nhé. Thì trong cái cơn khát, đấy, trong cái cơn khát thì nó rỉa như thế thì nó sẽ biết là đây là nơi nó được giải quyết cái vấn đề là khát. Chính vì vậy một con nó ăn được thì những con khác nó sẽ bắt chước theo. Và đồng nghĩa với cái việc là khả năng ăn uống độc lập và lớn, khỏe, rất là nhanh. Các bạn có thể cắt một cái gì đấy như thế này. Đại khái là nó không nuốt được nha các bạn nhé. Các bạn phải nên nhớ là cứng, tròn, nhẵn, đúng không? Nó không nuốt được. Đấy, nó lạ, nó rỉa. Còn nếu các bạn không thả vào nó trong vắt, có nghĩa là trừ khi là nó tò mò nó mới khua dính thôi.
còn mình cố tình mình gây cái sự hấp dẫn tò mò khác người thì nó sẽ nhanh ăn uống mạnh hơn. Đấy, các bạn yên tâm là cứ mỗi một khoảng cách như này các bạn để một cái mẹt. Đấy, cái mẹt này tôi thấy là rất là hiệu quả. Đấy, chúng ngủ như này là càng đông chúng càng tụm vào nhau, chúng càng sưởi ấm cho nhau. Đấy, và hệ thống bóng các bạn lắp như tôi lắp đây. Đấy, mùa này thì cũng khá là dễ úm rồi, nó không phải là mùa đông. Đấy, các bạn nhé, các bạn hãy đăng ký kênh này để các bạn nhận được những cái chia sẻ thực tế nhất. Ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn về cái pha thuốc và cái hỗ trợ bón cho những con nào nó chậm lớn hơn hoặc nó ốm yếu bằng cái xi lanh, cũng như là bón chim cu gáy. Mình cũng có cái bí quyết như vậy. Nhiều người nuôi 1-2 con chim cu gáy non bón rất là vất vả, nhưng mình nuôi một lúc 40 con không có vấn đề gì luôn. Đây, các bạn yên tâm là mình cũng có cái sự kinh nghiệm nhất định trong chăn nuôi. Một lần nữa thì xin để lại số điện thoại là 0335305982 và 0989177982. Mình tên là Vũ Văn Thao, với cái thông tin là thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn có thể đến tận nơi để tham quan và để mua con giống, hoặc là các bạn có thể đặt cọc hoặc là chuyển khoản đủ. Tất nhiên chuyển khoản đủ chúng tôi sẽ có giảm giá, và chúng tôi sẽ chuyển xuống văn phòng đại diện và anh em sẽ gửi đến tận nơi cho các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ và an lành.